Hello cả nhà. Ôi trời mệt quá các bạn. Bây giờ bận dọn cái dịp này, gừng nghệ đang đào mà nó giá nó thấp. Bây giờ tranh thủ buổi tối em mới ra vườn được. Em ra vườn em quay lại cái video cho các bác xem về cái cây na của em sau khi đã cắt cành. Em cũng không nhớ là bao nhiêu ngày nữa, nhưng mà em ất giáp nó cũng tầm khoảng 1 tuần đến 10 ngày gì đó sau khi em cắt cành nữa này. Đấy. Thì có ông bác này điện cho em bảo là: anh ơi, anh cắt cành chưa? Rồi quay lại cái video cái vườn của anh xem là nó trồi nó ra như thế nào rồi. Đấy, qua đó thì mình nên phun thuốc gì đấy, để cho nó đỡ bị ảnh hưởng đến bông, đến trồi, đến đọt, rồi phòng cái con bọ xít xí hút ấy như nào cho nó hiệu quả. Đấy, rồi nấm khuẩn nữa. Thì thật sự là em vừa đi làm về, đấy, tranh thủ chạy ra chỗ này thì có cái cột đèn này. Đấy, có cột đèn ngay đầu ruộng đấy, mới nắp các bạn, mới nắp. Thì mới tranh thủ để mà quay cho các bác xem đấy, cơ bản cái cây của em như thế này đây. Đấy. Thì cái cây này có thể là nó trồi, nó phát triển mạnh hơn một số cái cây khác đấy. Tại vì chỗ này là nó đứng ngay ở chỗ này nó rất là nhiều nắng đấy, nên là nó già rất là mạnh các bạn. Còn một số cây trong kia thì nó cũng đâm hết rồi, nhưng mà nó trồi của nó chỉ như thế này thôi này đó, chứ nó không được tốt như thế này đâu, không được như thế này đấy. Thì trao đổi các bác, cơ bản thì cây này của em thì nó ra bông ra đọt thì cái nào nó cũng ổn rồi. Này các bạn nhìn này, đấy, thấy không? Buổi tối em bật đèn flash để quay thì nó màu nó không được đẹp cho lắm đấy, nhưng mà cơ bản là nó chồi bông đây. Đấy, các bạn thấy không đấy, nó ra cái chồi, nó ra bông luôn đấy. Cái này là chứng tỏ là em làm tạo mầm rất là chuẩn rồi, đúng không? Rất là đạt rồi đấy. Đấy. Đấy, rất là ok rồi các bác nhé. Này, tuy nhiên thì em cũng phải nói thật là từ hôm cắt cành đến giờ phút này đấy, em mới phun được là sau khi cắt là phun được một lần nấm khuẩn, và hôm vừa rồi mới phun được một lần là siêu ra hoa đồng loạt cộng với thằng thuốc sâu đấy. Thuốc sâu thì em cũng nói luôn là em dùng là emamectin cộng với siêu trừ dày đấy, siêu trừ dày nhé. Nên là hiện tại bây giờ thì em thấy được là em phun được chắc được khoảng 4-5 ngày nay rồi đấy. Hiện tại bây giờ thì thấy là vườn cũng tương đối ổn. Đấy. Con gì đây? À không, không phải con gì. Cái bằng nhện đấy các bạn. Đấy. Tưởng cái con gì nó tấn công. Nhưng mà đây bằng nhện đây. Đây, bông nó ra luôn này. Đấy. Tương đối là đều. Có bao nhiêu? Đấy. Đây. Những cái này là những cái nó nhú trước khi mình cắt đây. Đấy. Những này là nhú trước khi cắt. Bông giờ tương đối to rồi. Đấy. Bông này tương đối to rồi. Đấy. Em thì vẫn có một cái là khi mình cắt ấy, một số cái đọt nó ra này em vẫn cứ để lại. Tại vì khi mình để lại ấy, là nó sẽ ra bông trước. Mà ra bông trước ấy, thì khi mà những cái cây na thái của mình này nó ra bông nứa bông sau này thì nó sẽ có cái sự thụ phấn chéo á. Cũng thấy cũng có thể là bông là trước bông là sau thì nó sẽ thụ phấn cho nhau. Tại vì na thái này là nó ra là nó thụ phấn chéo cho nhau ấy. Nên là mình có cái bông trước bông sau cũng khá là hay. Còn ong ấy, nó có thể nó đến là nó thụ phấn cho mình đấy. Đây. Rất nhiều bông, gần như trôi nào cũng ra bông này. Con này. Đấy. Này. Bông này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Em mới tưới có đúng một lần nữa các bác nhé. Em tưới đúng một lần nữa đấy, tưới sau khi cắt được 3 hôm. Em có làm video về tưới nước rồi đấy, là tưới vừa phải thôi. Đến hôm nay cũng chưa tưới lại luôn. Hôm nay là có thể là hôm thứ 4, thứ 5 rồi này, nhưng mà khả năng ngày mai em phải cho tưới nhấp nước lại thôi. Tương đối khô rồi các bạn, khô lắm rồi. Đấy. Thì mình cũng đừng có tưới nhiều quá. Tưới nhiều quá thì cây na nó đi đọt rất là mạnh. Đấy. Em đang nghe thấy thông tin là chuẩn bị là có không khí lạnh tràn vào nữa. Tầm nhà rất là dở nhé. Đấy, bây giờ đến giờ phút này rồi mà bây giờ vẫn còn không khí lạnh thì cũng bó giò thật. Giờ còn không khí lạnh tràn vào mà nhiệt độ xuống. Cho em thì nhiệt độ nếu mà không khí lạnh tràn vào thì nó xuống rất là thấp. Đấy, có khi xuống có 15, 16 độ thôi. Là cây của chúng ta nó sẽ đứng lại, nó không phát triển. Rất là nguy hiểm. Đấy, một số cái cành em kéo xuống này các bạn này. Đấy, làm như là làm bưởi luôn. Kéo cái cành dài dạng dạc vòng ra đây. Đấy, tàn này mà làm trái thì cực đẹp luôn các bạn này. Yeah. Đấy, đó. Cái tay này thì em cố gắng là 4 cái tay này thì em lấy khoảng 2-3 quả thôi. Đấy. Sau này nó chịu xuống là mình sẽ làm cái tay để ra trái luôn. Đây, em kéo cái tay này xuống này. À, các bạn nhìn bông này. Đấy, tuyệt vời luôn. Thì lúc này trên vườn thì buổi tối thì sẽ thấy là một số con bọ nó bay. Nhưng không phải là bọ xít muỗi. Đấy.
em sẽ cố gắng bố trí thời gian. Với cái vườn này thì cứ tranh thủ khoảng 1 tuần đến 10 ngày phun một lần. Đấy. Phun thì thật nhẹ đấy, em nhắc xin nhắc lại về thuốc sâu với thuốc nấm khuẩn là các thứ các bác phun thật nhẹ cho em ấy nhá. Nhẹ thôi chứ nhiều bác thì nói thế thôi nhưng khi phun vẫn cứ nặng tay thành hào hết này. Bồng thật đã không này. Đấy. Cái cây na thái này là nó theo xu hướng là xuất hiện đậu tự nhiên nên các tác động vừa vừa đấy các bác ơi. Đây, những cái này trong thân này. Thân mà nó không mang bông thì chúng ta vắt đi luôn, đỡ tốn dinh dưỡng. Đấy. Xem cây bên này, đây cây bên này nhúm mận rất đều này. Nhúm hết rồi. Đấy. Cây này nhúm mầm tương đối đều. Rồi, trong kia thì chả chui vào nữa. Đấy, cây nó đang nhúm mầm hết rồi, một loạt này. Rồi, sẽ chia sẻ các bác một số cái vấn đề. Đấy. Tại vì là khi mà cái bông nó mới nhú ra thế này này các bác này. Đấy. Thì các bác thấy hiện tượng là thỉnh thoảng là cái bông mình nó sẽ teo lại đúng không? Đấy, thì chúng ta cũng hết sức lưu ý rằng là bông mà nó teo lại thì có nhiều nguyên nhân, có thể là do sương muối. Đấy, hoặc có thể là do là khuẩn. Đấy, nấm và khuẩn đi, em gọi chung là thế. Nên khi chúng ta phun thì chúng ta phải phun thật đều vào nhé. Có thể các bác phải phun cả nấm và khuẩn. Đấy. Tối nay còn đi đâu này trời. Đi đâu đây? Chúng ta phải phun cả nấm và khuẩn. Thì các bác lưu ý cho em là nấm và khuẩn các bác phun thật nhẹ thôi. Đấy, đặc biệt là với các bác mà phun bằng máy ấy, là các bác xịt nó rất là nhiều nước đúng không? Nên chúng ta phải phun nhẹ. Phun nửa liều thôi các bác nhé. Nửa số hàm lượng người ta khuyến cáo thôi. Này, giống như cái bông này. Cái đọt này. Buổi tối thì các em bật đèn flash nhìn nó cái trắng xóa này đúng không? Nhưng mà các bác nhìn rõ cái bông mà. Này. Đấy, nhìn rõ mà. Đây. Bông nụ các thứ này nhìn rất rõ. Phun thật nhẹ thôi. Đấy, nếu mà được thì các bác nên phun riêng nấm khuẩn. Đấy, các bác phun riêng cho em. Rồi thuốc sâu. Rồi vi lượng thì các bác phun riêng. Đấy. Thuốc sâu thì các bác có thể sử dụng cái thằng thuốc bột hoặc là thuốc dạng sữa nhá. Đấy, phun thật nhẹ thôi, có mùi thôi. Đấy. Chứ đừng có phun nặng nhé. Nhiều bác cứ tiện thể phun cái cây bưởi, cây sầu riêng hoặc cây bơ á, xong rồi chúng ta tiện thể chúng ta phun luôn cho cây na thái thì cái hàm lượng mà sử dụng cho cây bơ này, cây bưởi các thứ thì nó không ảnh hưởng đến lá, nhưng mà khi các bác chuyển sang các bác phun cho cái cây na thái này là nó sẽ xoăn lá, rụng đọt, teo đọt, rụng bông luôn, nên là rất là nguy hiểm. Đặc biệt là nhiều khi chúng ta phun mà chúng ta cố phun mà chúng lại phun vào buổi trưa nắng ấy, đánh đến 9-10 giờ rồi thì phải phun cho đốt đi đúng không? Đấy, tiện thể phun luôn. Nên là cứ tiện thôi là chết rồi. Đấy. Nên là chúng ta phun cho cái cây na thái thì các bác nhớ cho em, với nấm khuẩn thì các bác nên phun vào buổi sáng sớm. Với nấm khuẩn nên phun buổi sáng sớm. Còn nếu mà với bo canxi rồi các cái loại giống như kiểu là thuốc sâu. Đấy. Thuốc sâu thì em thường bao giờ em phun em cũng phải trộn hai loại lưu dẫn và tiếp xúc. Em phải trộn hai loại đấy vào. Cộng thêm bo canxi hoặc là siêu da hoa hoặc là siêu đậu bông gì đó. Đấy, mình cứ cộng vào. Hoặc là chung vi lượng chẳng hạn. Thì mình nên phun vào buổi chiều mát từ 4 giờ trở ra. Đấy, thì ban đêm này này, khí hậu mát mẻ này thì cây nó sẽ hấp thụ rất là tuyệt vời, rất là tốt đúng không? Đấy. Thứ hai nữa là bọ xít muỗi rồi các loại côn trùng khác nó hay hoạt động vào buổi tối mát này này. Thì chúng ta phun buổi chiều mát thì nó sẽ không đến nữa. Đấy. Rất là hiệu quả, chứ còn chúng ta phun vào buổi sáng sớm thì có thể lấm khuẩn là sẽ hiệu quả hơn. Đấy, tại vì đặc tính của thuốc lấm và thuốc khuẩn thì phải cần ánh nắng mặt trời. Đấy, để nó hoạt động, nó làm cho tiêu hủy các cái bào tử lấm. Đấy. Thì về lĩnh vực chuyên sâu thì em không rành đâu các bạn, không rành. Tuy nhiên thì mình tìm hiểu rồi mình được các bác cái hướng dẫn rồi cũng như là được trao đổi nhiều người làm cây ăn trái thì cũng nắm bắt được cơ bản một số cái. Cũng là trao đổi, chia sẻ lại với các bác thôi. Đấy. Thì với cái na thái này thì em thì cứ sẽ 4-5 ngày em nhấp nước qua một lần. Em nói luôn này, tưới ít thôi. Nhớ là tưới ít thôi nha. Chứ đừng có tưới nhiều. Đấy. Tưới rất sơ sơ. Đấy. Đủ để bung đọt, bung bông. Đấy. Chứ không làm cho nó đi mạnh quá. Nó đi mạnh quá, đọt nó cứ như đầu đũa của ngón tay là chết. Các bạn, bông rụng hết, không đậu đọc đục lá không thôi. Đấy, chúng ta vừa vừa thôi. Đấy. Thì
Em thì cũng làm một cái video cơ bản ngắn gọn như thế thôi đấy, để trao đổi với các bác một số cái điểm. Hôm nay có bác điện cho em nói là anh quay vừa cái vườn na của anh cắt thì thế nào rồi, thì nó đang phát triển như thế này đây. Hai nữa là em cũng trao đổi một số cái cơ bản về chế độ tưới nước, rồi phun thuốc đấy, rồi phun thuốc bệnh, rồi phun thuốc sâu đấy, để cho một số anh em mới tiếp cận đến cây na thái thì chúng ta nắm hiểu hơn về cây na thái đấy. Em nói luôn em có cung cấp giống na thái da vàng đấy. Na thái thì chia rằng một loại da xanh và da vàng nhé. Da vàng rất là giá trị, na thái da vàng. Hai nữa là cái túi bọc na thái. Túi bọc na thái thì có thể là túi rút này, túi giấy Đài Loan đúng không, túi rút rồi túi cước đấy. Tuy nhiên thì em khuyên các bác lên sử dụng hai dòng thôi, đấy là dòng túi giấy và dòng túi rút, nó sẽ rất hiệu quả. Còn dòng túi cước thì có thể nó bền nhưng mà mã của nó sẽ không đẹp. Hai nữa là nếu mà trời gặp trời nắng thì nó sẽ lám, trái nó không đều đều màu nhìn rất là xấu đấy. Khuyên các bác nên thế. Còn lại thì nhiều bác thì có thể là tùy theo cái sở thích sở trường của mình đúng không đấy, thì chúng ta làm. Nhưng mà các bác nào có nhu cầu về túi bọc đấy, thì alo cho em, số điện thoại là 0989 037 167, hoặc là có nhu cầu về giống thì alo cho em. Hai nữa các bác đăng ký kênh Cuộc Sống Nông Thôn của em nhé, để chúng ta theo dõi quá trình em làm cái vườn na thái cũng như cây na thái đấy. Quá trình chúng ta trao đổi, thực tế em rất là bận nhưng cây na thái cũng không khó làm đâu, em nói luôn không khó làm. Nên chúng ta hiểu được quy trình của nó rồi. Hai nữa chế độ bón phân rồi chế độ phun thuốc thì thực tế là không vất vả lắm đâu. Lại có thể là 10 ngày nửa tháng mới phun một lần chứ không phải là cứ ngày nào cũng phun đâu. Đấy, nhiều bác cứ 2-3 ngày phun một lần, thật sự độc hại lắm mà lại không hiệu quả nhờ thuốc đấy chứ. Nên các bác nếu mà được thì bác cứ đăng ký kênh Cuộc Sống Nông Thôn để chúng ta theo dõi quá trình chúng ta làm. Đấy, rồi vừa làm vừa trao đổi. Đấy, rồi có thể nó sẽ thành công và thất bại chứ không phải là cây nào cũng thành công các bác, không phải mùa nào cũng thành công hoặc là cây nào cũng phải đạt tỷ lệ vài trăm quả, không có đâu. Sẽ có cây này cây kia hoặc là có mùa này mùa kia. Tuy nhiên thì để đúc kết lại những cách làm là sao cho hiệu quả thôi. Đấy, nó còn nhiều yếu tố lắm, khí hậu, thời tiết, rồi cả thổ nhưỡng nữa, rồi có khi cả là yếu tố con người nữa. Chỉ cần một lần phun thuốc hỏng thôi là cũng cả vườn chúng ta nó hỏng luôn. Đấy, thì trời cũng tối rồi, may quá có cái cột đèn này. Đấy, có cái cột đèn ngay đây nên là cây này rất là sáng, quay cho các bác xem vô tư luôn. Đấy, rồi thế các bác nhé, chúc các bác có nhiều sức khỏe, thì làm kinh tế thật là thành công. Chào các bác. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài, bưởi diễn, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic, chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, mít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.